Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 4 của truyện ngắn Người Con Dâu. Khi An Phúc và con trai là Đại Chí về tới chợ làng Lưu Thôn, lưng hai người mồ hôi nhỏ giọt. Đại Chí đi theo sát gót An Phúc và bước vào tiệm rượu Trịnh Hưng. Mỗi khi từ Thượng Hải về nhà, An Phúc có thói quen tới tiệm rượu nghỉ chân và uống một chén trà. Người chủ tiệm trước kia là người coi sổ sách cho dinh cơ nhà họ Lưu. Sau khi ba anh em nhà họ Lưu chia nhau gia sản, công việc coi sổ sách không còn nữa, lão dùng tiền để dành trong những năm làm trong nhà họ Lưu mở một tiệm rượu tại chợ. Vì sự liên hệ trước kia với nhà họ Lưu, lão quen biết nhiều người. Sự quen biết ấy, cũng như tính tình thân thiện của lão, đã giúp tiệm rượu của lão phát đạt. Nhà họ Lưu và bạn bè của họ trở thành khách hàng của tiệm rượu. An Phúc cũng thân mật với lão kể từ khi gia đình chàng dọn tới dinh cơ nhà họ Lưu. An Phúc đứng trước cửa tiệm và chào lão chủ tiệm đang ngồi tính toán sau quầy. Lão chủ tiệm đẩy cái bàn tính vào chỗ cũ rồi vội vàng đứng lên chào khách. Vạt áo choàng vải trắng dài của lão banh ra đập vào hai bên chân. Đại Chí khẽ chào lão chủ tiệm bằng bác. Chàng giống hệt cha, cùng một nước da ngăm ngăm, môi dày và mắt sáng. Mũi An Phúc to hơn và có một vết thẹo bằng ngón tay cái trên hàng lông mày trái. Hồi nhỏ, An Phúc té xuống một mảnh thủy tinh vỡ và mặt bị cắt rất sâu. Khi nào chàng nổi giận, vết thẹo trở thành màu tím sẫm và mắt trái giật liên hồi, khiến Đại Chí và Vân Thụy rất sợ. Nhưng An Phúc biết tự kiềm chế và không bao giờ tức giận trừ phi bị khiêu khích quá đáng. An Phúc, người cao tầm thước nhưng rất vạm vỡ, cánh tay áo cuộn lên để lộ những bắp tay mạnh mẽ. Đại Chí cao hơn thân phụ phân nửa đầu và vai rộng hơn, thân thể chàng dường như là những khối bắp thịt. Lão chủ tiệm rượu cởi mở khen: "Ông An Phúc ơi, ông thật có phước, một đứa con trai chăm chỉ, một đứa con gái gả vào một gia đình tốt." An Phúc cười một cách thỏa mãn: "Ông bạn tử tế quá, trong làng ta ra sao, bình yên chứ?" "Không tốt mà cũng không tệ, quân Nhật ít khi đến đây, nhưng những tên lưu manh phản quốc được chúng che chở thường đến quấy nhiễu chúng tôi, đòi tiền và đủ thứ khác. Thế còn gã họ Lưu thì sao, tên hắn là gì nhỉ?" "Phải, Lưu Trường Khanh, hắn thế nào?" Lão chủ tiệm giật mình im lặng. Hắn không biết An Phúc đã nghe tin đồn về Lưu Trường Khanh và bà vợ chưa. Nếu ông ta đã nghe thấy rồi thì nghe biết bao nhiêu và ông ta tin bao nhiêu. Có phải ông ta đang tìm cách hỏi dò thêm không? Lão rít một hơi thuốc lá dài và nói: "Ông muốn hỏi gì, hắn làm sao?" "Tôi muốn hỏi hắn có áp bức người ta không?" Lão chủ tiệm tỏ ra không biết gì và nói: "Tôi không biết chắc, người ta đồn hắn, nhưng không nên tin vào lời đồn." Đại Chí nóng ruột lên tiếng: "Ba ơi, thôi mình đi đi, bà nội chắc đang nóng ruột chờ đấy." Trên đường về nhà, An Phúc rất thắc mắc. Lần trước trở về, lão chủ tiệm chửi cái thằng lưu manh đó bằng những lời lẽ nặng nề, buộc tội hắn hiếp dâm, ăn cướp đồ nhà người ta và đủ thứ tội ác khác. Hắn còn tiên đoán một ngày nào đó tên lưu manh sẽ bị đâm hàng nghìn nhát dao. Nhưng lần này, lão miễn cưỡng không nói một điều gì chống lại hắn mà còn có vẻ như bảo vệ hắn. Chuyện gì đã xảy ra? Phải chăng lão đã trở thành đồng bọn của cái tên vô lại ấy? Có phải lão đã đi vào con đường quấy? Nhưng lão không phải là một người không có lương tri. Vậy thì tại sao lão có vẻ giấu giếm điều gì nhỉ? Chàng sẽ hỏi người chị Nghĩa Phần về chuyện này khi về tới nhà. Khi gần tới cái ao, chân chàng trở nên nhẹ nhàng hơn. Năm ngoái chàng về thăm nhà bất ngờ khi cha bị bệnh tim. Hôm ấy khi về tới cái ao này, người đầu tiên chàng trông thấy là Thôi Mẫn, đang ngồi bên bờ ao giặt quần áo. Bàn tay nàng dưới nước, hai bàn tay vẫn giữ được vẻ mềm mại trắng trẻo sau bao nhiêu năm làm việc trong bếp. Hai bàn tay trắng ngần như thân thể nàng. Khi nàng tình cờ ngẩng đầu lên và trông thấy chàng, niềm vui dâng lên từ trái tim đã lan ra và làm dịu khuôn mặt nàng.
Trong suốt 20 năm hầu hạ cha mẹ chồng ở nhà quê, nuôi con, chăm sóc mọi công việc trong nhà, không phải là dễ dàng đối với nàng. Thực vậy, thỉnh thoảng chàng cũng trở về, nhưng mỗi lần chỉ có vài ngày, thật là ngắn ngủi. Và ban đêm còn ngắn ngủi hơn nữa, bởi vì nàng còn phải dậy sớm để sửa soạn trà cho cha mẹ. Tay người bạn họ Vương cùng làm việc và ngủ lại trong tiệm về ban đêm đã nhiều lần muốn dẫn chàng giới thiệu cho những trò chơi hấp dẫn tại Tứ Lộ ở Thượng Hải. Nhưng chàng không bao giờ đi theo hắn. Khi chàng nghĩ tới làn da mịn như lụa của Thôi Mẫn, chàng không còn thèm muốn đụng tới một người đàn bà nào khác. Bây giờ, cha mẹ chàng sống với người chị, chàng sẽ dò hỏi xem bà mẹ có cho phép Thôi Mẫn đi Thượng Hải với chàng không. Dù chàng chỉ đem Thôi Mẫn đi sống với chàng chừng vài tháng thôi, thì cũng đủ cho chàng biết được cái đời sống gia đình bình thường sẽ như thế nào. Chàng đã chán cái cảnh ban đêm phải kê ván làm giường và sáng phải thu dọn lại ở Thượng Hải, nói chi tới việc mỗi năm phải ngủ một mình suốt 11 tháng. Có lẽ mẹ chàng sẽ thông cảm cảnh vất vả của chàng mà cho Thôi Mẫn đi theo. Ngoài ra Đại Trí cũng vào Đại học Thượng Hải và nó có thể sống chung với chàng nếu Thôi Mẫn cũng đi tới đó. Như vậy chàng sẽ đỡ tốn kém. Mẹ chàng bao giờ cũng nhượng bộ khi tiết kiệm được tiền bạc. Bà tính sẽ đưa mẹ con đi Thượng Hải một thời gian. Em con sẽ lấy chồng, cô con sẽ trông nom ông bà nội. Như vậy con không phải sống trong đại học xá. Ba ơi, con phải ở trong đại học xá chứ, nếu không thì sẽ mất đi cái ý nghĩa là sinh viên đại học. Nhưng con đồng ý 100% với ba về việc đưa mẹ đi Thượng Hải. Ba mẹ sống xa cách nhau như thế này thực là bất thường. Bây giờ em con đi lấy chồng, không còn lý do gì không cho mẹ đi theo ba để sống như một cặp vợ chồng bình thường. Đại Trí nói chuyện khác hẳn mọi người trong gia đình. Không những Đại Trí không dùng thổ âm trong làng, mà còn gọi cha mẹ là ba và má, theo kiểu cách con cái nhà quan. Chàng còn dùng những câu và chữ ngoài sự hiểu biết của gia đình. Cha chàng mặc dầu hiểu chàng không nhiều lắm, nhưng kín đáo và cảm thấy rất hãnh diện vì chàng. Ba đồng ý với con, nhưng không biết bà nội có cho phép không. Bà nội không nên can dự vào việc của ba mẹ, con sẽ bảo bà nội như thế. Đại Trí, đây là việc của người lớn, ba không muốn con can dự vào. Đừng nghĩ rằng con đọc hơn người khác vài quyển sách mà con có thể bỏ ra ngoài sự tôn kính người trên. Tại sao con nói chuyện với bà nội về dự định của ba, về mẹ con? Khổng Tử nói, khi cha mẹ còn sống, con trai không nên đi xa nhà. Bà bất đắc dĩ lắm mới đi Thượng Hải kiếm tiền. Con nghĩ ba muốn xa cha mẹ. Đời ở đúng nhất của một người con dâu là bên cạnh cha mẹ chồng. Sao con lại cho là chuyện phi lý? Khi về đến nhà, đừng nói chuyện tầm bậy này với ông nội nghe không? Đại Trí lặng im một lúc mới lẩm bẩm đồng ý. Dù chàng đi chậm lại, giữ một khoảng cách với An Phúc để tránh nói chuyện thêm. Khi hai người tới gần dinh cơ nhà họ Lưu, bên cạnh cái ao, An Phúc thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tới, ở đây mát mẻ hơn Thượng Hải nhiều. Cả hai người bước vội tới con đường bên bờ ao. Trương Tẩu đang đứng ở cửa sau nói chuyện với đầy tớ nhà Tam gia, ngẩng đầu và reo lên. Trần lão gia và thiếu gia đã về, Trần lão gia đã về. Rồi mụ chạy vào trong phòng để báo tin cho mọi người. Khi tới gần nhà, An Phúc và Đại Trí bước vào cửa sau. An Phúc hy vọng Thôi Mẫn sẽ chạy ra đón chàng, nhưng chỉ thấy Vân Thụy nhảy lên và chạy lại với chàng, theo sau là Nghĩa Phần và cha mẹ chàng. Chàng cảm thấy hơi buồn buồn, nhưng vẫn mỉm cười chào cha mẹ và chị. Đại Trí nói đùa em gái, chỉ còn 3 ngày nữa là em có chồng rồi, sao em có thể nhảy cỡn lên như thế, không biết mắc cỡ à? Anh chắc em không thể chờ đợi lúc nhảy vào nhà họ Trương. Trong lúc Vân Thụy đuổi theo để đánh chàng, Đại Trí chạy vọt qua cửa, chạy tới cuối hành lang và hỏi mẹ đâu rồi. Đúng lúc đó, Thôi Mẫn từ cửa bếp bước ra, tay vẫn lau mồ hôi mặt và quay lại dặn Trương Tẩu một lần nữa. Nhớ để lửa nhỏ thôi, để lửa nóng quá sẽ làm mất mùi vị cá về nấu hành. Khi nàng quay lại, nàng trông thấy chồng. Nàng đang mặc một bộ quần áo mỏng màu ngọc thạch, chiếc áo đẫm mồ hôi dính vào người nàng. Mặt nàng đỏ bừng vì hơi nóng và những giọt mồ hôi đọng lại trên trán nàng. Cổ áo nàng hở ra và trễ xuống, để lộ cái cổ trắng muốt. Khi trông thấy An Phúc, mặt nàng đỏ bừng tới tận tai. Chàng đã về,
Rồi nàng trông thấy hai con mắt của bà mẹ chồng đằng sau chồng giống như hai mũi tên tẩm độc bắn thẳng vào nàng. Nàng vội vàng khép cổ áo và cài nút lại. Chàng hãy lên nghỉ trên phòng của cha, em sẽ bưng nước lên cho chàng lau rửa. Rồi nàng quay vào bếp. An Phúc cúi nhìn đôi mông tròn lằn của vợ đang lúc lắc bên dưới cái quần mỏng màu lục. Ngày hôm trước khi An Phúc về, cha mẹ chàng và người chị trong một buổi họp bí mật đã quyết định họ sẽ không nói một lời gì về chuyện xấu xa đã xảy ra cho đến khi hôn lễ xong. Vì thế sau bữa ăn tối, họ chỉ bàn với chàng về chương trình hôn lễ của Vân Thụy, rồi giục chàng đi ngủ sớm sau một ngày dài đi đường. Vân Thụy vẫn thường ngủ trong cái phòng nhỏ bên trong phòng của Thôi Mẫn để bầu bạn với mẹ trong lúc An Phúc ở Thượng Hải. Nay trở về căn phòng phía đông và ngủ trong căn phòng với người anh. Khi An Phúc bước vào, Thôi Mẫn đã nấu sẵn nước nóng trong cái chậu tắm bằng gỗ sơn đỏ. Trong lúc chồng tắm, nàng xuống bếp xem mọi thứ đã sắp gọn chưa và ghé phòng cha mẹ chồng để hỏi xem họ cần gì nữa không, rồi tới phòng Đại Trí thu dọn những quần áo con thay ra và lắng nghe Đại Trí thao thao kể chuyện học đường. Vào lúc nàng trở lại phòng riêng, An Phúc đã nằm trên giường phe phẩy chiếc quạt chờ nàng. Bất cứ khi nào hai người ở một mình, chàng nói khẽ và giọng nói hơi khàn khàn và vội vàng: "Thôi Mẫn, sao nàng đi đâu lâu thế? Ta nóng lòng chờ nàng đây." Mặc dù lòng dạ đầy lo ngại, nàng cũng không thể không cười rúc rích. Ngồi như thế thì làm sao mà không nóng cho được? Hãy đứng dậy lại gần cửa sổ cho mát. Ta đang đợi nàng đây, mau lên. Nàng vào phòng trong, dùng nước trong chậu chàng vừa tắm lau người nàng thật sạch. Sau khi lau người khô, nàng thoa phấn mát lên khắp người và xức nước hoa vào nách vào cổ. Rồi nàng rửa mặt và bôi son phấn. An Phúc hối thúc gọi nàng đến nỗi nàng không kịp mặc quần áo trước khi bước vào giường. Sau đó, thân thể hai người ướt đẫm mồ hôi. Thôi Mẫn xuống giường, lau rửa người một lần nữa và mặc quần áo lót. Trong khi đó, nàng nhớ lại hàng nghìn những lời nói nàng định nói với An Phúc. Nàng không bỏ đi một chi tiết nào của cái biến cố ấy. Nàng phải kể cho chàng biết về cảm nghĩ thực của nàng đối với chàng, dù chàng quyết định thế nào về tương lai của nàng cũng được. Nàng trở lại giường và thấy thất vọng khi chàng đã ngáy ngủ. Liệu Thôi Mẫn có đủ can đảm để nói với chồng về chuyện đã xảy ra với nàng hay không? Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau nhé! Khổng Tử nói, khi cha mẹ còn sống, con trai không nên đi xa nhà. Bà bất đắc dĩ lắm mới đi Thượng Hải kiếm tiền, còn nghĩ bà muốn xa cha mẹ. Đời ở đúng nhất của một người con dâu là bên cạnh cha mẹ chồng, sao con lại cho là chuyện phi lý? Khi về đến nhà, đừng nói chuyện tầm bậy này với ông nội nghe không? Đại Trí lặng im một lúc mới lẩm bẩm đồng ý, rồi chàng đi chậm lại, giữ một khoảng cách với An Phúc để tránh nói chuyện thêm. Khi hai người tới gần dinh cơ nhà họ Lưu, bên cạnh cái ao, An Phúc thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tới, ở đây mát mẻ hơn Thượng Hải nhiều. Cả hai người bước vội tới con đường bên bờ ao. Trương Tẩu đang đứng ở cửa sau nói chuyện với đầy tớ nhà Tam gia, ngẩng đầu và reo lên: "Trần lão gia và thiếu gia đã về, Trần lão gia đã về." Rồi mụ chạy vào trong phòng để báo tin cho mọi người. Khi tới gần nhà, An Phúc và Đại Trí bước vào cửa sau. An Phúc hy vọng Thôi Mẫn sẽ chạy ra đón chàng, nhưng chỉ thấy Vân Thụy nhảy lên và chạy lại với chàng, theo sau là Nghĩa Phần và cha mẹ chàng. Chàng cảm thấy hơi buồn buồn nhưng vẫn mỉm cười chào cha mẹ và chị. Đại Trí nói đùa em gái: "Chỉ còn 3 ngày nữa là em có chồng rồi, sao em có thể nhảy cỡn lên như thế, không biết mắc cỡ à? Anh chắc em không thể chờ đợi lúc nhảy vào nhà họ Trương." Trong lúc Vân Thụy đuổi theo để đánh chàng, Đại Trí chạy vọt qua cửa, chạy tới cuối hành lang và hỏi: "Mẹ đâu rồi?" Đúng lúc đó, Thôi Mẫn từ cửa bếp bước ra, tay vẫn lau mồ hôi mặt và quay lại dặn Trương Tẩu một lần nữa: "Nhớ để lửa nhỏ thôi, để lửa nóng quá sẽ làm mất mùi vị cá về nấu hành." Khi nàng quay lại, nàng trông thấy chồng. Nàng đang mặc một bộ quần áo mỏng màu ngọc thạch. Chiếc áo đẫm mồ hôi dính vào người nàng,
mặt nàng đỏ bừng vì hơi nóng và những giọt mồ hôi đọng lại trên trán nàng. Cổ áo nàng hở ra và trễ xuống, để lộ cái cổ trắng muốt. Khi trông thấy An Phúc, mặt nàng đỏ bừng tới tận tai. Chàng đã về. Rồi nàng trông thấy hai con mắt của bà mẹ chồng đằng sau chồng giống như hai mũi tên tẩm độc bắn thẳng vào nàng. Nàng vội vàng khép cổ áo và cài nút lại. Chàng hãy lên nghỉ trên phòng của cha, em sẽ bưng nước lên cho chàng lau rửa. Rồi nàng quay vào bếp. An Phúc cúi nhìn đôi mông tròn lằn của vợ đang lúc lắc bên dưới cái quần mỏng màu lục. Ngày hôm trước khi An Phúc về, cha mẹ chàng và người chị trong một buổi họp bí mật đã quyết định họ sẽ không nói một lời gì về chuyện xấu xa đã xảy ra cho đến khi hôn lễ xong. Vì thế sau bữa ăn tối, họ chỉ bàn với chàng về chương trình hôn lễ của Vân Thụy, dầu dục chàng đi ngủ sớm sau một ngày dài đi đường. Vân Thụy vẫn thường ngủ trong cái phòng nhỏ bên trong phòng của Thôi Mẫn để bầu bạn với mẹ trong lúc An Phúc ở Thượng Hải. Nay trở về căn phòng phía đông và ngủ trong căn phòng với người anh. Khi An Phúc bước vào, Thôi Mẫn đã nấu sẵn nước nóng trong cái chậu tắm bằng gỗ sơn đỏ. Trong lúc chồng tắm, nàng xuống bếp xem mọi thứ đã sắp gọn chưa và ghé phòng cha mẹ chồng để hỏi xem họ cần gì nữa không, rồi tới phòng Đại Trí thu dọn những quần áo con thay ra và lắng nghe Đại Trí thao thao kể chuyện học đường. Vào lúc nàng trở lại phòng riêng, An Phúc đã nằm trên giường phe phẩy chiếc quạt chờ nàng. Bất cứ khi nào hai người ở một mình, chàng nói khẽ và giọng nói hơi khàn khàn và vội vàng. Thôi Mẫn, sao nàng đi đâu lâu thế? Ta nóng lòng chờ nàng đây. Mặc dù lòng dạ đầy lo ngại, nàng cũng không thể không cười rúc rích. Ngồi như thế thì làm sao mà không nóng cho được? Hãy đứng dậy lại gần cửa sổ cho mát. Ta đang đợi nàng đây, mau lên. Nàng vào phòng trong, dùng nước trong chậu chàng vừa tắm lau người nàng thật sạch. Sau khi lau người khô, nàng thoa phấn mát lên khắp người và xức nước hoa vào nách và cổ. Rồi nàng rửa mặt và bôi son phấn. An Phúc hối thúc gọi nàng đến nỗi nàng không kịp mặc quần áo trước khi bước vào giường. Sau đó, thân thể hai người ướt đẫm mồ hôi. Thôi Mẫn xuống giường, lau rửa người một lần nữa và mặc quần áo lót. Trong khi đó, nàng nhớ lại hàng nghìn những lời nói nàng định nói với An Phúc. Nàng không bỏ đi một chi tiết nào của cái biến cố ấy. Nàng phải kể cho chàng biết về cảm nghĩ thực của nàng đối với chàng, dù chàng quyết định thế nào về tương lai của nàng cũng được. Nàng trở lại giường và thấy thất vọng khi chàng đã ngáy ngủ. Liệu Thôi Mẫn có đủ can đảm để nói với chồng về chuyện đã xảy ra với nàng hay không? Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau nhé! Sơn đỏ. Trong lúc chồng tắm, nàng xuống bếp xem mọi thứ đã sắp gọn chưa và ghé phòng cha mẹ chồng để hỏi xem họ cần gì nữa không, rồi tới phòng Đại Trí thu dọn những quần áo con thay ra và lắng nghe Đại Trí thao thao kể chuyện học đường. Vào lúc nàng trở lại phòng riêng, An Phúc đã nằm trên giường phe phẩy chiếc quạt chờ nàng. Bất cứ khi nào hai người ở một mình, chàng nói khẽ và giọng nói hơi khàn khàn và vội vàng. Thôi Mẫn, sao nàng đi đâu lâu thế? Ta nóng lòng chờ nàng đây. Mặc dù lòng dạ đầy lo ngại, nàng cũng không thể không cười rúc rích. Ngồi như thế thì làm sao mà không nóng cho được? Hãy đứng dậy lại gần cửa sổ cho mát. Ta đang đợi nàng đây, mau lên. Nàng vào phòng trong, dùng nước trong chậu chàng vừa tắm lau người nàng thật sạch. Sau khi lau người khô, nàng thoa phấn mát lên khắp người và xức nước hoa vào nách và cổ. Rồi nàng rửa mặt và bôi son phấn. An Phúc hối thúc gọi nàng đến nỗi nàng không kịp mặc quần áo trước khi bước vào giường. Sau đó, thân thể hai người ướt đẫm mồ hôi. Thôi Mẫn xuống giường, lau rửa người một lần nữa và mặc quần áo lót. Trong khi đó, nàng nhớ lại hàng nghìn những lời nói nàng định nói với An Phúc. Nàng không bỏ đi một chi tiết nào của cái biến cố ấy. Nàng phải kể cho chàng biết về cảm nghĩ thực của nàng đối với chàng, dù chàng quyết định thế nào về tương lai của nàng cũng được. Nàng trở lại giường và thấy thất vọng khi chàng đã ngáy ngủ.
liệu Thôi Mẫn có đủ can đảm để nói với chồng về chuyện đã xảy ra với nàng hay không? Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau nhé. Người ướt đẫm mồ hôi, Thôi Mẫn xuống giường, lau rửa người một lần nữa và mặc quần áo lót. Trong khi đó, nàng nhớ lại hàng nghìn những lời nói nàng định nói với An Phúc. Nàng không bỏ đi một chi tiết nào của cái biến cố ấy. Nàng phải kể cho chàng biết về cảm nghĩ thực của nàng đối với chàng, dù chàng quyết định thế nào về tương lai của nàng cũng được. Nàng trở lại giường và thấy thất vọng khi chàng đã ngáy ngủ. Liệu Thôi Mẫn có đủ can đảm để nói với chồng về chuyện đã xảy ra với nàng hay không? Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau nhé. Ngáy ngủ. Liệu Thôi Mẫn có đủ can đảm để nói với chồng về chuyện đã xảy ra với nàng hay không? Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau nhé. Các bạn đón nghe tiếp phần sau nhé. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!